mười mấy 20 năm rồi đó. Ừ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em bị viêm xoang là từ hồi học lớp 6 á, nhưng mà uống thuốc tây á, lúc nó hết xong rồi một thời gian nó lại tái lại. Vì sau này á bị nặng, bị bác sĩ kêu là uống thuốc tây nó không có khỏi đâu, bây giờ chỉ có đi mổ thôi. Em nghe sợ quá, xong đợt dịch nữa rồi biết đến công việc công ty mình, em chỉ uống wellness viên thôi à. Lúc mới em mua một combo về nhưng mà uống tầm khoảng cỡ 3 hộp á, tại em uống cũng không có đều. 3 hộp á là nó đỡ được, tại em bị là nó bị cứ chảy dịch vô trong họng là nó gây viêm họng nè, trào ngược dạ dày luôn. Mà uống được cỡ hơn 2 hộp á là cái chảy dịch của em là không còn nữa, nó hết luôn, hết bị chảy dịch luôn. Mỗi lần Ba họ dạ quen viên hay em? dạ em uống mỗi wellness viên nè, sau này em mới mới dùng thêm sơ với wellness À thì là em uống ba hộp em thấy cải thiện à, về chứng viêm xoang của em lúc đó em cải thiện được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm, em thấy cơ thể em khỏe lên bao nhiêu? 70-80% á chị. À Em uống cũng không có đều á, nếu mà đều thì chắc lẽ nó nhanh hơn á. à ok hay quá Dạ. rồi, cảm ơn Liên.